Phần mà tôi sắp nói sau đấy thì cái tính ứng dụng của nó rất là rộng đối với ngành kiến trúc, đối với bộ môn kiến trúc của chúng ta. Nó không chỉ áp dụng đối với cái tường đâu mà nó áp dụng được với tất cả các cấu kiện. Thì như buổi hôm trước chúng ta đã học về family thì các bạn biết rồi, ở đây là chế độ là place component và ở đây chế độ là model in place. Thì xin thưa với các bạn là tất cả các đối tượng trong phần mềm Revit nó đều là family cả. Ví dụ cái file thì chúng ta vẽ cũng là family, cái bàn cái ghế nó cũng là family. Thì cái family nó có hai cách để chúng ta làm. Cách thứ nhất đó là chúng ta làm hẳn một family và chúng ta lưu nó trong thư viện và chúng ta dùng đi dùng lại cái family đó, đúng không ạ? Và cách thứ hai, như bạn thấy như cái bàn này này, trong trường hợp cụ thể là cái bàn này, thì cái bàn này thì nó có một cái đặc điểm là nó cần dùng một cái chấn là cái trụ của cái nhà, hiểu không? À thì nếu mà trong trường hợp cái bàn này thì người ta sẽ sử dụng một cái đồ là model in place để người ta vẽ cái bàn đó. Bởi vì tại sao? Cái bàn đó nó chỉ có tính chất dùng một lần tại cái vị trí đó thôi, nó không có khả năng dùng lại được, bởi vì đến lúc đi khác nó tất nhiên nó có cái cột. Các bạn hình dung ạ? Thì bây giờ các bạn xem cái file mà nó đi theo tròn vuông, cái file đó là family nhé. Các bạn có thể thống kê được family, các bạn có thể thống kê bao nhiêu mét vuông file đây, mét dài file hay mọi thứ các bạn thống kê được. Ví dụ cái file nhé, view này, schedule này, thống kê này, thì ở đây các bạn sẽ thấy ngay nó có lệnh thống kê của cái file wall này. Đây, suite là các bạn có thể thống kê bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu mét dài của file. Thì bản chất cái file nó cũng là một family. Thì bây giờ cái family đó, thì bây giờ là cái khoảng ở đây trước đi. Ví dụ như này, tôi có một cái bức tường. Tôi edit. Tôi có một bức tường là như này. Cảm giác chuột pin nơi sao hơi chậm, còn hay không ạ? Được chưa? Thế bây giờ tôi có một cái bức tường ở như này, mà bây giờ tôi muốn có một cái file nó đi xung quanh như này hay nó tạo như này, thì bản thân cái file đó nó phải mini, thì chúng ta sẽ dùng cái family thôi. Thì nếu mà nó có khoảng tầm 100 cái ô như này, hoặc là 10 cái ô, hai cái ô nó giống nhau, hay hay còn đơn giản là cái cửa sổ. Ví dụ cái này nữa, tôi vẽ nó cửa đi, nó có một cái này, nghĩa là gì? Nếu chúng ta có cửa sổ nó toàn bộ nó như này mà nó có pha nó xung quanh như nữa, còn như là nếu mà nó có tính chất một lần thì các bạn sẽ dùng một cái lệnh là, đúng rồi, làm bằng cái này. Còn nếu mà nó có tên một cái thì các bạn sẽ làm nó thành family như buổi hôm trước chúng ta học, xong chúng ta đưa vào chúng ta đặt. Thì tôi sẽ làm cho các bạn xem hai cách, được chưa? Rồi, thì bản chất của hai cái này nó hoàn toàn nó giống nhau, nó chỉ khác nhau duy nhất một cái thôi, đó là một cái nó lưu lại được và một cái nó không lưu. Còn hình như không? Rồi, thì cái này này tôi dùng bằng cái này trước, model in place. Thì ngay lập tức nó cũng hỏi mày vẽ bằng cái gì để nó quản lý cái chúng ta sắp vẽ, category của nó. Còn hình dung ạ? Chứ không phải là chúng ta vẽ một cái mà nó không biết quản lý là cái gì đâu, chúng ta phải khai báo. Nếu mà chúng ta tạo new family thì chúng ta đã khai báo là cái tính chất của thuộc tính, cái tính chất phi hình học của nó là ở đây. Còn nếu mà chúng ta vẽ trực tiếp trong này thì nó cũng hỏi là mày vẽ cái gì để nó quản lý. Nếu các bạn tương tác với cái tường thì các bạn phải cho nó là wall. Còn nếu các bạn tương tác với cái sàn, các bạn cho nó là floor. Tôi nhớ không nhầm thì có buổi thứ ba tôi có thử cái này các bạn xem một lần rồi. Nếu mà chọn tính chất tường các bạn bỏ cái cửa vào. Ví dụ nhá, tôi chọn cái wall. Ok, thì vào môi trường này nó cũng có các lệnh dựng hình như cái buổi vừa rồi các bạn đã dựng. Ví dụ nhà tôi có một cái nhà nó có khối tạo bởi hai tiết diện. Cái tường á, nó cái đáy nó nhỏ. Ví dụ tôi có edit top, tôi có một cái bức tường trên to dưới nhỏ như này. Đây là một bức tường. Nếu bạn xây bằng bình thường như này làm sao bạn xây được bức tường như này, vẽ được bức tường như này. Được chưa? Finish. Cung cái hình nó như này. Nhưng
tôi chọn tính chất của nó là floor. Thì các bạn cũng dựng hình được, buổi hôm trước các bạn lại vừa học rồi, cũng dựng hình, nó nguyên tắc nó như nhau thế này. Edit stop. Cũng khối ra bởi hai thể diện. Nhưng thằng này tính chất của nó là tường, thằng này tính chất của nó là sàn, thống kê của nó là vào sàn, thằng này thống kê vào tường. Tôi có thể thử cho bạn xem này. Tức là cái cửa, cửa thì tự động nó bỏ lên tường được. Cái này không phải tường, sàn nó cũng bỏ được, còn cái này bỏ vào bình thường, trừ tường bình thường. Các bạn hình dung ạ? Ví dụ các bạn cần có một bức tường nó hình dạng nó như này thì các bạn phải sử dụng đến công cụ đó thôi. Con hiểu bản chất chưa? Rồi, bây giờ tôi ứng dụng vào tôi làm này. Vậy nên khi mà các bạn muốn vẽ một cái hình gì đó của cái gì đó nó đặc thù, các bạn phải chọn đúng tính chất. Ví dụ tôi đang tương tác, tôi muốn tương tác với bức tường này thì tôi phải chọn nó là gỗ. Tại sao? Nếu là gỗ thì chúng ta phải vẽ xong, chúng ta phải join nó lại để hai cái nó hít lại với nhau. Còn nếu mà trừ khối á, đục khối thì nó phải cùng tính chất nó mới cho chúng ta trừ. Tương với tương thì nó mới trừ khối được. Ví dụ bây giờ tôi muốn vẽ khối ấm ở đấy chẳng hạn, khối tròn hay hình gì đó mà ấm một nửa tương chẳng hạn, thì nó phải cùng tính chất nó mới cho chúng ta cộng hoặc trừ khối. Ví dụ tôi chọn luôn này. Ok, thì nếu các bạn sử dụng cả cái thanh công cụ này, các lệnh dựng hình gọi là solid này là để các bạn tạo khối dương, và các bạn chọn cái này để các bạn tạo khối lõm là khối âm. Tôi ví dụ khối khối dương được nhá, cái chút này hoặc là cái phao này là tiến triển đi theo hướng dẫn, chọn tiến triển này. Thì các bạn phải xét mặt phẳng, phải luôn 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 xét mặt phẳng, hoặc là các bạn kiểm tra mặt phẳng show này. Thì hiện tại mặt phẳng của nó đang là cái mặt phẳng cuối cùng. Mà các bạn muốn tương tác đến cái mặt tương này thì các bạn phải xét nó, pick cho nó nhanh, pick vào đây đó, thì các bạn thấy nó mặt ở trên mặt tương của chúng ta rồi thì không cần sâu nữa. Rồi chúng ta duyệt là sketch pad, dừng hướng dẫn, pick, còn thể là vẽ hoặc là pick luôn. Đấy là tôi đang vẽ trên 3D luôn cũng được, hoặc là các bạn vẽ về mặt đứng vẽ được nhé. Ví dụ chúng ta có hướng dẫn rồi, finish. Thì đến đây chúng ta có thể là edit cái profile để các bạn vẽ bằng tay cái profile đó, đúng không? Nhưng vì chúng ta học nửa bài đầu rồi thì đến nửa bài sau này thì các bạn lại chú ý cho tôi là không bao giờ vẽ tay cái profile, mà chúng ta phải dùng bằng là family. Để làm sao để khi sau này các bạn sửa nó nhanh, còn sửa là các bạn sửa cái family của profile thì tất cả trong này nó sẽ cập nhật. Chứ các bạn mà vẽ bằng tay sau này chúng ta edit từng cái bằng tay một mà sửa thì nó lâu lắm á. Hình dung chưa? Nên là bây giờ là tất cả phải đóng gói nó thành family. Ví dụ tôi có tiết diện một lúc nãy chúng ta vừa vẽ xong, bây giờ tròn ra thì nó nằm đây luôn này. Và nhiệm vụ chúng ta là xoay cho nó đúng hướng thôi. Đây thì nó sẽ có đây, flip là đổi xứng này, xoay là sự từ 90 độ này, à 90, được chưa? Tinh tiến đi lên này, 200 này. Đó, x y này 200 trừ 200, ví dụ như là hơi sai trừ 8. Còn hình dung nhá. Và có một điều chú ý là gì? Khối dương thì nó phải lôi ra ngoài tường, còn khối ấm thì phải giao nhau thì nó mới trừ được. Thì tôi đang vẽ khối dương, tôi finish. Thì ngay lập tức tôi gọi khối dương nó nổi lôi lên đây. Và muốn gắn vật liệu cho cái này trước khi finish nó ra ngoài thì các bạn có mục đó là material đây, các bạn gắn cho nó vật liệu. Hoặc các bạn muốn gắn cho nó thành tham biến vật liệu thì tôi gắn cho nó là tham biến vật liệu chẳng hạn. Ok, ok. Rồi tôi finish. Thì bây giờ đối với cái này thì đấy là một family. Như bình thường, edit family giống như chúng ta làm các bạn. Các bạn vẫn bạn gắn tham biến được nếu chúng ta muốn. Đấy tôi làm cho nó là vữa trạp. Ok. Cắt cái cấu tạo ra cho các bạn xem. Section. Con thấy cái vữa trạp này này. Và cái này nó chưa liền nhá. Nó còn này chưa liền này. Thì bây giờ động tác để làm cho nó liền á thì modify
join, còn chọn cái tương này này và còn chọn cái đối tượng này thì nó liền, bạn thấy liền nhá, này liền, nó không còn cái máy đứt này nữa. Chẳng qua cái hôm nay nó gió lúc nãy chúng ta cắt để người ta làm cái lọ người ta làm. Thì các bạn gió được bởi vì cái này tính chất của nó là tương, chứ nếu mà tính chất của cái này là flaw thì nó không bao giờ gió được. Hình nhá. Rồi. Tương tự các bạn đáp cái gì các bạn đáp. Ví dụ trên cái tương này tôi có một số cái hình. Mở cái tiết diện nào, tiết diện này. Được, đấy. Cái phao ấm này thì nó là do mình cắt cái tường này, thì mình phải kéo cái phao ấm này chứ nó không phải là do cái này. Không, như thế thì nó lại không đúng cầu tao. Đây, lúc này mình phải đi chỉnh cái phao ấm này nó không phải kéo đến đây, mà phao ấm này nó chỉ kéo đến đây thế này. Mà nó không từ trời vậy thì mình đã chọn chất cùng là tương sát rồi. Cái phao ấm này thì nó đáng tư của cái tương sau, mình cái phao ấm nó phải kết thúc ở đây. Thì đúng không ạ? Thì nó mới đúng. Thì thay vì là mình đẩy cái này ấm vào thì mình phải kéo cái này nó mới đúng. Cái phao ấm này này nó nằm ở đây thôi. giả sử trong trường hợp bây giờ, giả sử đấy là bạn thấy cái này, bây giờ giả sử tôi lên như này sao, giả sử cái này tôi trừ 200 thì nó sẽ ra đúng không ạ, nó sẽ to ra nữa, nhưng mà tôi lại vẫn muốn nó như thế này thì sao, tôi vẫn muốn cái thang này ở tay thì toàn nó vẫn tay thì sao, phải làm thế để chỉnh lại cái profile như ăn mà. Đấy thì không, đối với trong trường hợp như mình nói, trong trường hợp này là chúng ta phải kéo cái này nó đến đây. Hình dung ạ. À. Thì khi các bạn vẽ như này rồi ấy, mà các bạn muốn điều chỉnh cái phao này thì các bạn sửa, thì các bạn phải thấy nhá, cái lời hài của nó khi sửa này, các bạn quản lý nó rồi thì khi mà các bạn edit nó, thay vì là bây giờ mình không cho nó rỗng đây nữa, mình đặt nó, thì chúng ta sửa cái này và đưa vào thì nó tự động cập nhật tất cả các vị trí của nó sẽ giống nhau. Chứ nếu mà lúc nãy mà các bạn vẽ bằng tay bằng cái này thì các bạn phải đi sửa tay hết. Fillet gì nào? Đây này. Đây. Này. Anh như nào đúng không ạ, đấy đây này, đây vào này nó cập nhật cả đây này, cập nhật cả đây và cập nhật cả đây, các bạn hình dung chưa? Rồi chúng ta tiếp tục này. Ví dụ tôi lại còn như này nữa này. Tôi cũng cho nó là world. Ok. Tôi giả sử tôi set mặt phẳng tiếp này. Giả sử ở đây tôi lấy khối tạo bởi 2 tiết diện, tôi vẽ tiết diện hình vuông này. Edit stop. Copy. Finish. Các bạn thấy ví dụ trên tường của chúng ta đắp lên những cái u nó như này chẳng hạn, thì chúng ta hoàn toàn trang trí nó được cả cái hình, các bạn thích đắp cái gì các bạn cứ đắp lên thôi, đắp lên xong các bạn nhớ là join
chọn join rồi join cái này. Thì bây giờ tôi thử cắt này, session join nó liên hai đối tượng cùng tính chất lại, còn group là thành nhóm thôi. Đấy, con thấy nó vẫn có cái nét này đúng không? Bởi vì cái này chúng ta chưa gắn vật liệu, các bạn luôn nhớ tôi cả đấy. Thì quay lại edit này, chọn vào này, gắn cho nó vật liệu. Ok, ok. Edit. Edit. Có thể nó liên lại nhá. À, tất nhiên cái này đến cái bài mà chúng ta làm về vật liệu thì tôi cũng sẽ nhắc lại cho các bạn cái phần này. Đó là phần thứ nhất, đó là các bạn đắp lồi lên. Rồi, tương tự trong trường hợp chúng ta muốn làm lõm nó đi thì tương tự thôi. Đó là chúng ta sẽ chọn wall. Chúng ta sẽ cùng xếp mặt phẳng. Và chúng ta cùng lên đó là giả sử tiết diện đi theo hướng dẫn chẳng hạn, đây tiết diện này, chọn sketch part này, ví dụ ở đây tôi đặt cho nó hình vuông, giả sử vuông mà có bó cạnh luôn thì các bạn chú ý là đây bó cạnh giả sử 500 chẳng hạn, ví dụ như này, xong finish. Thì đến profile thì tôi cũng nói với các bạn là không edit đúng không ạ, mà chúng ta sẽ select và chọn cái profile. Chọn ở đây, giả sử tôi chọn cái profile tiết diện 02. Còn bây giờ còn thấy này, cái lệnh này nó chính là cái lệnh tư tương. Để tư tương thì nó phải giáo cái tương. Thì cái mặt phẳng này là chỉ có cái mặt phẳng nằm với tương thôi. Cái phía ngoài này này là phía dương, nó từ đây vào đây là âm, nó đúng rồi. Nó nằm vị trí đúng rồi nhưng mà nó thẳng đứng lên nữa cơ. Thì chúng ta xoay nó đi một góc 90 độ. Từ 90. Flip nó lại. Như này nó mới đúng đúng không ạ? Và finish. Thì đối với khối rỗng mặt trừ á, thì nó màu vàng. Và trước khi finish ra ngay, các bạn phải làm một cái động tác nói nó trừ là bằng cắt, cắt geometry, các bạn chọn cái tường và các bạn chọn cái này. Và còn finish. Thì bây giờ nó mới đục cho các bạn đi theo bất kỳ cái hình gì các bạn thích, các bạn cần. Các bạn hình dung à? Đó. Hay là giả sử tôi lại một bức tường. Tường 220 thôi. Tôi muốn trừ bức tường này chẳng hạn. Component, place component. Cũng cho nó là wall. Ok. Ok. Set. Đấy, ví dụ tiết diện đi theo hướng dẫn này. Sketch part. Ví dụ cái hướng dẫn này đừng có chéo nhá, đừng có dao. Finish. Select profile thứ hai. Đó, thì cái này nó cũng ấm vào, nhờ xoay nó đi 90. Flip. Finish. Đó, cái lệnh này là sai rồi đúng không ạ? Vì tôi đang muốn trừ khối mà nó không phải màu vàng, bởi vì tôi dừng ở bằng cái khối lá ngoài này là sai đúng không ạ? Đó, các bạn nhiều lúc là dừng sóng thì thấy sai. Các bạn dừng bằng lệnh khối này này, là trừ khối này. Show lại này. Rồi ok, sketch part này. Finish này. Rồi, cắt. Cắt geometry, cắt cái này và cắt cái này. Ví dụ chúng ta chúng muốn chia bức tường mà có phao như này. Hoặc là chúng ta muốn cắt vạt bức tường như hạn thì chúng ta như này. Cùng trong cái lệnh này, trong lệnh này chúng ta phải cắt nhiều nhiều nhát các bạn nhé. Ví dụ vẫn trong lệnh này, khối tao bởi hai tiệt diệt. Chưa vẽ cái đỉnh. Ví dụ cái tiết diện thứ nhất này. Edit stop vẽ tiết diện thứ hai này. Finish này.
cho nó xuyên qua luôn này, 250 này nó xuyên qua bên này, thì nó sẽ cắt phát đâu to đâu nhỏ các bạn. Modify này, cắt cho một chi, chọn cái tường này và chọn đối tượng này. Thì những cái lệnh dựng hình này thì nếu mà dựng bình thường chúng ta sẽ không dựng được nó, mà chúng ta phải dùng cái công cụ đục này để chúng ta mới đục được nó. Các bạn thấy dùng chưa? Đó là nếu với tư duy của buổi ngày hôm trước là các bạn sẽ linh hoạt để các bạn vẽ được những cái thứ nó không có. Ví dụ các bạn sẽ có cái mái, công trình này nó sẽ có cái mái chẳng hạn, cái phao, cái mọi thứ. Ví dụ tầng 2 tôi vẽ cái floor structure floor, tôi offset nó ra 1.700. Cái máy ấp đoá các bạn, thì các bạn cái lệnh vẽ mái nó không có, mặc dù chúng ta chưa học nhưng mà thực ra nó cũng có luôn. Thì bây giờ để vẽ cái mái đó, ví dụ cái này tôi cho lên ba, tôi cho cái tường này cao nhỉ. Ví dụ ta có cái phần này, bây giờ dừng cái mái đây này, thì bây giờ công cụ vẽ mái nó không có, thì chúng ta chỉ có công cụ đó component more in place, hoặc là chúng ta cũng cho nó là roof nhưng mà để vẽ cái mái thì cũng là tương tự thôi. Đó là khối set mặt phẳng, set x rồi. Đúng rồi, vào tầng nào cũng được. Nó không đi phải chúng ta pick edit profile, đưa về mặt đường trục. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ vẽ cái này. Ví dụ này hoặc đoạn này chúng ta có thể cho nó cong một chút chẳng hạn. Ví dụ như vậy. Rồi, còn chú ý là nó có cái đoạn nó cong quá. Nó đoạn nó nhỏ quá ấy. Mà cái profile của chúng ta nó to, nó không gấp được. Mình sửa lại cho nó đơn giản đã. Mình cho nó cao lên. Sao nhỉ? Nó cũng giống như cái khái niệm của cái ống nước ấy, nếu các bạn bẻ gập quá thì nó sẽ gãy cái tiết diện của nó, thì nó sẽ không cho chúng ta. Tôi thử làm một cái đơn giản xem nó có cho chảy không ạ. Đấy, cái này thì nó đơn giản đúng không? Tay ra đi. 10 đồ xem. Rồi, ok, ví dụ cái hình như này. Các bạn hình dung không ạ? Rồi bây giờ các bạn muốn đục cái cửa ở đây chẳng hạn, cửa vòm đấy chẳng hạn. Rồi chúng ta lại tư duy tiếp thôi, lại vẫn trong là những hình này chúng ta đục. Chút. Ví dụ tôi sẽ set cái mặt phẳng. Pick ở cái mặt phẳng này. Đưa về nào. Tất nhiên vẽ thì chúng ta có trục để chúng ta cắn cứ, nhưng mà tôi cứ vẽ thôi các bạn nhé.
Đây cái khối chúng ta đây, kéo dao là tự động nó trừ, trong trường hợp nó không trừ nó cắt nó đi. Đấy. Còn hình dung ạ, sau đó cái phao nó chạy theo cái này, mọi thứ nó chạy theo cái này thì chúng ta sử dụng công cụ này và chúng ta finish thì nó mới được cái máy nó như này. Chứ công cụ vẽ máy này của nó thì nó không có các bạn, không có công cụ để vẽ cái máy như này. Hình dung ạ? Hay là giả sử các bạn đến cái sàn, các bạn sẽ cái floor như này. Mà cái sàn ấm á, thường thường về mặt nguyên tắc thi công ấy, thường thường là cái đáy của cái sàn thì nó vẫn bằng nhau, còn ở trên này thì nó bớt đi khoảng tầm 3 đến 5 phân thôi. Thì như thế tôi muốn trừ mặt 5 phân chẳng hạn thì tôi cũng trừ như thế này, floor, chọn tính chất nó là floor, ok, vẽ cho nó cái khối, cái chút. Finish. Dạ. 50. Trừ 50. Cắt geometry. Finish. Ok dạ. Thì nó âm 5 phân ở đây chúng ta. Nhanh hơn là các bạn nhìn cắt nó ra xong vẽ vào đó một cái sàn khác đúng không ạ? Khối thường là như nào? Khối dương làm sao cắt được? Khối dương là để lôi lên. Đúng rồi, nó có hai lệnh rõ ràng em. Đây. Edit nhá. Cái void này này là dùng để tạo thêm khối. Con cái này là tạo là trừ khối. Đúng nhá. Trừ khối thì đây là chính là trừ khối gì? À em lấy hai khối dương xong nói trừ lấy A trừ B gì? À không 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 không. Thì đấy nhá, thì nó đã quy định luôn nên lấy hai khối lệnh nó giống nhau này. Em hiểu không? Nó có lệnh giống nhau thì nó quy định đấy là nó quy định luôn thằng nào bị thằng nào trừ luôn rồi. Thì cũng phải đủ kinh nghiệm một lần sau nó mới quên. Thì cái này áp dụng ở kiến trúc của chúng ta rất là nhiều, tất cả các cái lệnh dương hình các bạn nhé, thì các bạn dùng cái này rất là hay. Thì có một lời khuyến khích đó là đối với những cái người mà mới bắt đầu mà tham gia vào cái phần mềm Revit này này thì các bạn có thể dùng cái này được nhiều, nhưng là các bạn cố gắng tiết chế hạn chế nó. Các bạn biết 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 cái vấn đề của nó nằm ở đâu không ạ? Nếu dùng nhiều thì nó bị vấn đề gì, các bạn biết không ạ? Chính xác. Có nghĩa là cái này chủ yếu là các bạn làm được phần hình thôi. Cái quản lý tương đối là phức tạp. Kích thước của nó không có. Mọi thứ nó không có, các bạn hình dung không ạ? Như family kia là chúng ta có vật liệu này, rồi có cataloging, tất nhiên danh mục thì nó vẫn có, nhưng mà mọi thứ chúng ta vẽ cái này mang tính chất là để có hình 3D thôi, tấm tưởng nó là như thế. Nhưng mà khi mà các bạn làm bằng family thì tư tưởng của các bạn nó sẽ khác, cẩn thận hơn, có kích thước, quản lý từng cái thông tin của nó. Chứ cái này thực ra cái này cũng quản lý được thông tin, nếu các bạn làm cẩn thận thì nó không khác như một family cả, nhưng mà tư tưởng phần lớn là như thế. Đó là cái chú ý. Cái thứ hai, cái này có một cái dùng rất là hay dành cho những ai mà hay làm về concept, đó là như này. Lúc các bạn làm concept ấy, có nghĩa là lên nâng lên phương án ấy, các bạn đang chia mặt bằng, ví dụ như này tôi đang có cái tường 220 đúng không? Chúng ta chủ yếu lúc làm phương án thì chúng ta hay kiểu như này, là chúng ta lấy tường 220 để chúng ta vẽ cái khối chung nó như này chẳng hạn. Rồi sau đó chúng ta bắt đầu chia phòng chẳng hạn, chia cả không gian, đây là chia cả cái nhiều phương án mà. Thì bây giờ chúng ta muốn căn cái phương án cái phòng này nó có đủ đồ, đủ diện tích để đặt đồ, hoặc là giai đoạn phương án chúng ta muốn kê đồ là các cái khối. Thì bây giờ chúng ta nếu trong giai đoạn có làm phương án mà các bạn bắt đầu chạy vào đây, các bạn mới đi tìm cái giường, cái tủ, cái táp, mọi thứ các bạn đặt vào ấy, thì nó quá mất thời gian.
cái giai đoạn này thì các bạn sẽ sử dụng công cụ này rất là nhanh để các bạn làm được cái đó. Chứ các bạn không đi lấy furniture để các bạn đặt vào nữa. Tất nhiên ở đây các bạn có thể để là khai quốc. Rồi trong môi trường này các bạn có thể là vẽ nhanh. Ví dụ chúng ta sẽ có issues. Các bạn sẽ có một cái là mét tư, giả sử 1800. Cái này các bạn để là nó là 2 mét chẳng hạn. Ví dụ thế. Và cái này các bạn finish, các bạn đưa nó cao lên 400. Nó là một cái móc. Mà các bạn nếu các bạn để ý mà người ta vẫn hay gọi là tấy ấy. Tấy là kiểu bóc bóc ngay từ đầu á. Thì những cái này ví dụ chúng ta có tủ, ví dụ dài là chỉ khoảng 2 mét, finish nó cao 2m2. Đó, chúng ta còn cũng thể kiểm soát cái kích thước ở chỗ này, chúng ta move nó 600. Các bạn hình dung ạ. Thì khi mà chúng ta làm xong phương án giả sử để kế đồ như này thì các bạn bật bóng đổ lên thì nó vẫn có bóng đổ cao thấp của cái khối mà chúng ta muốn làm. Để lúc mà chúng ta làm các bạn hay ấy thì nó rất là nhanh trong giai đoạn mà chúng ta xác định cái kế đồ bằng những cái bọc. Các bạn làm component này cũng được. Các bạn hình dung không? Rồi, ok. Đó là cái phần nội dung bài học ngày hôm nay. Thì các bạn chú ý tôi có hai việc. Việc thứ nhất đó là Family 2D. Việc thứ hai đó là cái tính linh hoạt của cái component, cái model in place, là các bạn có thể ứng dụng nó vẽ bất kỳ cái đối tượng gì mà chúng ta, một là chúng ta chưa biết lệnh vẽ của nó, nguyên tắc nó như nào, hai là cái lệnh nó khó, thì các bạn có thể là vẽ cái này để các bạn vẽ được những cái mà chúng ta cần của tất cả các đối tượng. Ok chưa? Có ai có câu hỏi gì không ạ? Các bạn ở xa có câu hỏi gì không ạ? Đấy, vẽ cái bức tranh này này. Đấy, bây giờ xong là mình sẽ gửi video cộng với cái bài này luôn, cả và tài liệu luôn. Thì như nói với các bạn ấy, những phần trước là có nghĩa là nó sẽ có hai phần, thì các bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn là các bạn phải xem video trước. Xong các bạn làm bài tập rồi đi học, rồi là về làm bài tập tiếp thì nó nhiều quá. Thì giãn cách cho bạn cái đấy, thì bây giờ mình dạy xong các bạn hiểu, xong các bạn về các bạn làm sẽ nhanh hơn. Thay vì cái việc các bạn xem video trước. Tất nhiên cũng có cả video trước, bây giờ tôi sẽ gửi luôn cả cho các bạn. Mục đích là bây giờ học xong, bây giờ về các bạn hiểu rồi thì các bạn về các bạn làm cái công trình. Thì bài tập thì khuyên các bạn nên kiếm một cái nhà khoảng tầm 2 tầng á. Có biệt thự có cái nào mà có phao chỉ, chắc là bây giờ xu hướng phao chỉ mà nhất là resort, bây giờ người ta cũng đơn giản nữa đúng không? Lấy một cái vẽ thêm một công trình nữa. Để từ nãy đến cuối khóa này nộp một bài nữa, bởi vì chúng ta tới đây sẽ có phần triển khai chi tiết mà. Thì chúng ta sẽ bổ chi tiết trên cái công trình đó luôn thì rất là tuyệt vời. Thì đúng không ạ? Đấy, giống như mấy bài tập các bạn nộp đấy, cứ 2 tầng thôi. Còn cứ cần vẽ cho nó cẩn thận, chú chỉnh chú là thấy không? Sao? Sao? Sao thủ khóa với phó thủ khóa cười thế?